Anh Chí ơi, sao anh buồn thế? Hôm nay là anh rất chi là buồn anh em. Nói thật với anh em là anh ngồi từ sáng giờ anh live stream. Nói thật với anh em là hôm nay anh đang review live stream xả kho anh em rất nhiều những đơn loa nhá. Một con loa mà anh đang bán với giá là 410k xả loa chỉ còn có 299k. Đó một con loa LED bây giờ là thương hiệu AFK anh em nhá. Con loa LED Bluetooth có đến 7 triệu LED đổi màu cho anh em. Đẹp như thế này anh em không mua thì còn mua cái gì nữa. Có rất nhiều triệu đổi màu. Đó lại còn có một cổng kết nối Type-C anh nhá. USB Type-C là kết nối với máy tính này, kết nối với laptop này, rất nhiều kết nối liên quan USB dùng cũng bằng sạc luôn. Đó thì là có một thẻ chân thẻ nhớ cho anh em có thể là nâng cấp dung lượng. Đây anh em mình khi không có mạng cũng như là không kết nối qua Bluetooth em nhé. Có rất nhiều triệu LED đổi màu tăng giảm âm lượng. Sau đây mình sẽ test loa một con loa mà trị giá là 299k thôi. Một con loa quá rẻ rồi anh em ạ. Đi mua cho mình ngay nhá. Anh em mua thì mình sẽ đứng để với dòng cửa hàng anh em ạ. Bây giờ sẽ theo dõi video test loa của mình nhá. Quay rồi.